tôi huyền hơn các bạn, vừa lấy tàu xong rồi trời nó đẹp, nhưng mà đẹp kinh khủng luôn á, đẹp nhất trong năm kể từ đầu năm đến giờ á. Thấy anh ha, wow xanh mây luôn. Ra đây tới biển Huyền sẽ quay lại cho các bạn xem biển. Gia đình nhỏ nôn lắm rồi các bạn ơi. Ồ, đã chưa các bạn? Ồ, nó im kìa. Em ru ha. Chỗ này mà đi câu cá thì thôi luôn á. À, anh có người câu á. Chiều nay xong chạy vòng nè. Đã chưa? Tụi Huyền sẽ đi mua xà bông với lại giấy đem xuống tàu luôn. Để xuống dưới tụi Huyền lau chùi á các bạn. Quay cho các bạn xem cái đoạn đường từ nhà Huyền đến bến tàu ha. Các bạn thấy giờ này hoa nở vàng hai bên đường hết không? Bồ công anh á. Đúng đẹp luôn. Mua cái gì đem về nhà luôn cũng được. Tụi Huyền đi mua một chút đường. Hay là mua một cái thôi. Phá nè. Á, à, cái đó để làm cầu tiêu á, ghê lắm. Mua mấy cái loại xịt đó anh. Bây giờ nó chín rồi. Cái loại xịt cho nó ngon. Mấy cái loại này nè. Thơm luôn. Anh nói sao? Phải giống ở nhà mình không con? Vậy đó hả? Vậy đó mình cũng cầm ở trên sờ bông. Ừ. Ồ, lấy bột tây. À, mua cái bột tây. Mua cái bột tây. Ừ. Rồi lát bỏ vô trong không? Bỏ trong cái xe của mình đi. Quá nóng luôn các bạn. Mới có 25 độ mà nóng quá. 25 độ, 21 tâm. Chắc xe cũng nóng hơn chút ha. Ừ. Chấm chấm 1 tâm. Ở đây cái đường nó nhỏ ha, hôm nay Huyền chạy cái đường xuống tàu đường khác. Đó, bến tàu nè. Ui, ui. Đi bơi. Ghe này xuống đầy hết rồi. Đi bơi. Cái chỗ Huyền đậu bến tàu nó lớn lắm các bạn. Thấy em đó. Sao thấy? Ôi trời ơi, lo nhìn nha. Đó, thấy không? Cabin đó. Mấy chiếc này nè. Yeah, anh Hùng bánh canh mấy chiếc này không nè các bạn. Đó. Nhưng mà ảnh bị Huyền cản lại. Mấy chiếc này là 1 triệu, mấy chiếc này là 1 triệu 3 nha. Mắc như quỷ. 1 triệu 3, 1 triệu rưỡi một chiếc á. Chừng nào về hưu á mấy em mới chịu chiếc đó. Chừng nào về hưu ha. Ừ, bây giờ mình còn đi làm luôn mà mua mấy chiếc đó mắc tiền á. Còn một chiếc ngồi hết kìa. Ừ. Wow, ở đây nó đông kìa. Mới đây mà các bạn coi nè. Ôi dạ. Ôi dạ, còn sớm. Dạ. Dạ, chỉ là mới cái cầm mà đương thực đồ ra thôi chị em. Đâu? Ồ. Các bạn thấy chiếc tàu không? Đó. Xách đồ xuống nha. Xách đồ xuống. Nãy tụi Huyền mua cũng mấy bọc á, với ở nhà xách theo nữa. Chùi rửa xong tụi Huyền mới dọn mấy cái kia xuống nữa các bạn. Đó. Đó, Alex. Alex khép cửa lại Alex. Để lại hả? Ha, khép lên đi. Hả? Đây nè, Alex đi trước cái con. Công già đó, giờ này mà ổng ở trần rồi kìa. Hôm nay nóng thiệt các bạn. Quá nóng luôn. Thấy đây. Trời, Huyền xách đồ nặng lắm cho nên là đi có thể nó cà dịch nha. Đó. Trời, về đây thấy nó to các bạn.
Nó bự hơn chiếc tàu đợt trước của Huyền, nó dài hơn khoảng mét mấy, gần 2 mét đó. Đây, giờ tụi Huyền chà rửa rồi cho nó sạch ha. Đó. Alex kìa, khoái lắm. Ấm quá hả con? Ui cha cha. Ất chú cha. À, ơ dạ. Nặng quá. Cái tay mama bị trọng thương. Cái gì anh? Bự chứ. Về đây mình thấy còn bự nữa nè. Để anh xịt ở ngoài trước ha. Đúng rồi, để em đi trong em sửa soạn lại coi. Alex lấy cái ly nước này đem đi trong coi. Thôi lại lấy. Bây giờ Huyền anh Hùng anh sẽ xịt rửa bên ngoài ha, còn Huyền thì Huyền sẽ chùi phía trong này. Thật ra trong này nó cũng sạch. Nó cũng không có, nó chỉ dơ bụi thôi ha. Đó. Một chút nữa mình sẽ chùi. Sắp được đi câu cá rồi, Huyền làm xong chắc nếu mà xong chiều nay các bạn thì tụi Huyền sẽ đi thử câu cá để coi sao nha. Giờ biết tôi Hùng xịt rửa. Anh nè anh, đóng mấy cái này lại chứ. Dạ. Để mình đóng lại sợ anh Hùng xịt nước vô á. Làm theo ca nước uống. Hùng sợ cái cây này đưa cho anh Hùng mảnh chè. Nãy em cũng mới mua ở ngoài á. À, nè, để đưa cho ba. Trời nó nóng quá chừng các bạn ơi. Hồi nãy tụi Huyền cũng mua mấy cái chai mà để xịt rửa đó. À lấy con đừng có đóng lại, nóng lắm con. Xịt rửa cho nó sạch. Này để bỏ vô tủ lạnh. Ồ, mình phải chùi tủ lạnh đó. Alex cẩn thận con. Đó đây nè. Trời, Huyền thấy chiếc này đẹp quá nè các bạn. Để ngồi Huyền cho các bạn quay qua cho các bạn xem nha. Đây các bạn thấy chiếc này không? Chiếc này nó bự hơn ghe mình phải không anh? Chiếc đó đó. Bự hơn 2-3 foot ha. Em thấy nó để 28c kìa, 28 foot. Trời, Huyền thích chiếc này quá các bạn. Wow, đẹp á. Hồi năm rồi mình cũng đâu thấy chiếc này đâu. Năm nay thấy đẹp ghê nè. Trời ơi, chiếc này nó rộng lắm luôn á. Thôi giờ Huyền phải vô Huyền chà rửa các bạn ơi, đi vòng vòng hoài. Bụi này đã đứng đã không có trơn. Ờ, nó nhám nhám đó. Anh đem về đây mới thấy bự á, hồi xưa chiếc mình bên lớn nè, phải không? Đây nè các bạn, để Huyền cho các bạn coi nha. Hồi xưa chiếc Huyền nó dẹp lép giống bên kia vậy đó, nó không có cabin đó. Cái này có cabin sướng á. Nè đứng dưới đây nữa nè, đã không? Ôi chiếc này nè. Hả? Nguyên một học này bỏ cá là hết xỉ luôn. Nè. À, rồi cái neo đâu? Đây nè. Ồ. Neo cái dây này nè. Cái neo xếp giống mình hồi xưa hả? Ừ. Ok. Thôi Huyền vô Huyền chà rửa các bạn ơi. Chờ nó sạch sẽ xong gói đồ niệm đồ ra. Ừ. Quay. Chờ Huyền làm sạch sẽ xong Huyền sẽ làm một tour cho các bạn xem nha. Ôi nãy giờ chưa quay. Nãy giờ chưa quay mà nói như đã rồi luôn á. Cái này Huyền bơm nước vô các bạn, cái đó mình cũng chứa được cả 100 lít đó. Chứa sạc ra quá. Ừ. Nãy giờ tụi Huyền dùng 2 tiếng để lau chùi các bạn. Ba, quá trời. Vợ chồng ông bác á, ông chơi ghê á, ông
ông chơi thôi, ông không có lau chùi. Mà thật ra vậy nè các bạn biết không, cái bến tàu của ổng á không có điện với nước giống như của Huyền. Ông nói mình về là quá sướng nè. Cho nên nó là cũng khó biết không, phải kéo tuốt cái ống nước tuốt ở trên á của Huyền ở đây nè, cứ cách hai chỗ đậu tàu là có nói một cái em bỏ đây hết nè, cứ cách hai chỗ đậu tàu là có một cái trụ ống nước á các bạn, với lại sạc điện á, cho nên là dễ lắm. Cái bến tàu của Huyền nó đầy đủ hết á, mình đi chơi về á mình xịt rửa rồi nó sạch. Còn cái chỗ đó khó, cho nên là ông bác đó ổng không có ông biến á, ổng không có xịt rửa á, cho nên nó bụi chứ không gì chứ. Với lại trong mấy cái kẹt á, ổng đóng cát á, ổng đi tắm biển ở chân ổng lên á, xong rồi cát giờ là sạch hết rồi. Trong này sao mà anh uống miếng không, ngon nè. Chút xíu nữa là xong các bạn. Tụi Huyền phải chạy về nhà một chập nữa dọn đồ xuống. Mồn mùng lò nướng. Lò nướng bếp gas. Mồn mùng lò nướng rồi nữa các bạn. À, lấy chủ tối nay ngủ với tàu nha. Rồi chiều nay mình sẽ làm, mình ra đây mình nhậu ha. Mình hát karaoke ha. Mẹ bán được không? Còn sơ sơ chút nữa lau kiếm rồi là xong. Mẹ bán đi. Đây đây. Độ nắng hôm nay hả, nắng chói chang luôn các bạn. Mẹ bán mẹ. Đã chưa nè. Có giống như cái phòng các bạn thấy không? Mấy cái du thuyền mà có cabin hết rồi các bạn. Đó. Nhưng mà Huyền thích chiếc bên đó lắm luôn. Chiếc đó. Dạ, chiếc đó xịn lắm các bạn. Nhìn mắc, đẹp quá chừng luôn á. Thì phải mắc hơn ghe mình này, mắc hơn cái thuyền mình. Đây nè, cho các bạn coi một vòng nha. Ở Na Uy gió nhiều á các bạn, cho nên dùng mấy cái chiếc tàu này nè, có cái cabin mà nó có cửa kéo là như Huyền thích á. Mới đầu anh Hùng không thích, nhưng mà bây giờ ông nhìn ông thích rồi. Ấm áp. Đó. Ông bác ông kêu mình bữa nào chạy đi Đan Mạch rồi chơi. để trải nghiệm, lấy kinh nghiệm. Ổng nói có tàu nên chạy xa để mà trải nghiệm đồ, chứ sao chạy gần gần ở đây không vậy. Tụi Huyền thì sợ biết không, với lại thích câu cá các bạn, chứ không muốn chạy đi xa. Câu cá rồi lên bờ rồi cho nó vui rồi, chứ chạy đi mà rầm rầm sống rồi say sống rồi mệt thêm. Nhưng mà năm nay tụi Huyền sẽ đi xuống một cái điểm du lịch biển nha các bạn. Chỗ đó là tới mùa hè này nè, là du thuyền rồi xuống đó nhiều lắm, vui lắm, cho nên là tụi Huyền cũng sẽ đi một chuyến xuống đó, rủ anh chị bạn ở đây đi chung cho nó vui á các bạn. Và gia đình đi chung thì nó vui lắm, tại vì mình tối là mình cặp mình ngủ chung, mình đậu rồi mình ngủ chung trong nguyên một đám vậy ha, từng ghe rồi xong rồi cho anh Hùng có người uống bia được cho vui nè. Alaska. Cái tủ lạnh đó các bạn, ổng còn chưa có lột bọc ra nữa. Rồi lau chùi. Ở đây có để được đá nè các bạn, ở đây nó đá để ngăn đá nhỏ để tủ lạnh. Bà đó bà cũng biết mình ha. Bà mới nói mà tụi mày mới nâng cấp lên bự hơn nữa ha. Các bạn biết không, hồi trước á tụi Huyền có một chiếc tàu có 14 foot thôi, nhỏ. Rồi tụi Huyền chỉ đi câu cá được thôi các bạn. Nhưng mà khi mà mình chơi tàu mình biết rồi ha, cái tự nhiên á mình cứ muốn càng ngày nó càng tiện nghi, càng lớn hơn à. Ngộ vậy đó. Mình có con nít nè, rồi cái mình chơi á, cái thích đó các bạn, cái muốn tàu nó lớn hơn. Thì hồi lúc đầu tiên tụi Huyền chơi là 14 foot, nó nhỏ. Chỉ đi câu cá thôi. Ngồi lái nhỏ vậy đó. Bấm đó. Vậy
dưới đó chắc hả? Không, cái dây nè. Cái dây này sao ta? À, hiểu rồi. Làm dây. Đó, nó làm phía dưới đó. Hiểu rồi, dây. Phải chỗ này không? Đó, đó. Ok. Mình thấy gắn này để dựa. Đúng rồi. Đó, xong rồi nè các bạn. Wow, mình thích ngồi ngoài nắng ha. Gói đâu? Nãy giờ mệt, giờ nằm hưởng chút. Các bạn biết sao không, cái này của mình, mình có thể làm một cái, làm luôn cái giường á. À, gói vô trên ghê, cầm vô, cầm xuống trên xe. À, mình ráp, mình ráp luôn thành cái giường á các bạn. Rồi cái ông già ông được lắm các bạn. Ông mua, ông tặng cho tụi Huyền thêm một cái phao nữa nè. Cái phao á. Trời ơi. Đó. Hoàn thành rồi ha. Xong rồi, xong rồi. Đó. Mấy cái đó để làm cái giường ở ngoài để phơi nắng luôn á các bạn. Để nữa mình dẹp lại cho nó gọn. Đó, xong rồi. Ngon lành rồi các bạn. 3 tiếng đồng hồ. Ừ, bây giờ ngồi hưởng. À, hôm qua mới mua hai cái gói nữa nè. Để mình quay cho các bạn coi. Hai cái gói bé bé bồng bông. Tụi Huyền xong hết rồi. Bây giờ đói bụng quá, chuẩn bị đi ăn burger đó các bạn. Chứ không, không có nấu chỗ các bạn coi nè. Trời xanh, mây trắng. Hôm nay nói là không kiếm một cục mây không ra luôn á anh ha. Sao anh ngồi giống đi cầu cá dữ. Nới ra cái dây nó hơi căng đó các bạn. Nhìn trời này muốn phóng xuống tắm các bạn. Nhưng mà nước nó còn hơi quéo quéo. Đã không? Rồi thích quá à. Rất là vừa lòng với chiếc tàu luôn đó. Alex Alex thích lắm. Bây giờ đói quá rồi các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình hai đứa mình làm lau chùi 3 tiếng đồng hồ ha. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ đi ăn, đi ăn xong mình ghé boutique á. Ghé siêu thị. Siêu thị mình sẽ mua nước uống rồi trái cây rồi mình chiều nay mình xuống đây mình lái tàu. Mình ăn chơi rồi mình sẽ đi lái tàu nữa nhé. Lái thử. Dạ. Ha, coi như xong xuôi rồi đó. Tôi Huyền sẽ đi ăn á các bạn, đi lên mua burger cho Lex ăn luôn. Hôm nay là Huyền ra đây cho nên là đâu có nấu. Không có nấu gì hết á. Chút nữa mình dọn đồ xuống luôn. Lò nấu luôn. Dạ, Huyền sẽ dọn thêm chút xíu nữa. Dọn đồ được xuống đây chút xíu ha. Rồi mình sẽ quay tổng quát cho các bạn coi luôn ha. Rồi chiều chiều mình sẽ chạy một vòng. Rồi chắc bắt đầu ngày mai á, ngày mai thứ bảy mình sẽ đi chơi nhiều. Sẵn đó là mình sẽ quay cảnh cho các bạn coi luôn ha. Dạ. Ráng cố gắng theo dõi gia đình nhỏ nha. Hai ủng hộ gia đình nhỏ. Gia đình nhỏ sẽ đưa các bạn đi chơi đủ nơi ha. Dạ. Yes. Ok thì tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.